Thưa quý vị, những bất cập tắc nghẽn trong khâu định giá đất tại nhiều địa phương thời gian qua sẽ được tháo gỡ khi nghị định 71 quy định về giá đất có hiệu lực từ ngày luật đất đai 2024 được thi hành vào ngày 1 tháng 8 tới. Quy định mới này cũng được kỳ vọng giúp doanh nghiệp sớm được định giá đất, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và được cấp giấy chứng nhận, các địa phương thì tăng nguồn thu cho ngân sách, ổn định sản xuất kinh doanh, huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực cho kinh tế phát triển và xoay quanh nội dung này chúng tôi đã mời tới trường quay tiến sĩ Nguyễn Văn Định chuyên gia pháp lý bất động sản và trò chuyện cùng với tiến sĩ Nguyễn Văn Định là biên tập viên Thùy Dương. Cuộc trò chuyện này cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. À, xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Văn Định chuyên gia pháp lý bất động sản đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. À, xin chào biên tập viên Thùy Dương. Xin chào khán giả truyền hình VTC. Vâng. Thưa Thạc sĩ Nguyễn Văn Đình, trong thời gian vừa qua thì rất nhiều những cơ quan nhà nước và các đơn vị chức năng và các doanh nghiệp bất động sản họ than rằng hiện nay đang gặp vướng phải những cái khâu định giá đất và khó tìm được những đơn vị để thẩm định giá. Vậy thì theo chuyên môn của ông thì ông nghĩ sao về cái việc tại sao lại khó ở không này? Chúng ta thấy rằng là cái kết quả của việc định giá đất thì nó liên thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là phương pháp định giá đất và thứ hai là cái cơ sở dữ liệu để đưa vào phương pháp đó để định giá đất chúng ta cứ hình dung rằng là phương pháp định giá đất thì nó giống như những cỗ máy sản xuất thế còn cái dữ liệu chúng ta nhập vào thì nó giống như cái nguồn nguyên liệu để chúng ta đưa vào cỗ máy đó để chúng ta đưa ra kết quả là cái giá đất cái sự chính xác của giá đất thì nó phụ thuộc vào cái chất lượng của phương pháp và chất lượng của cái dữ liệu chúng ta thấy rằng là phương pháp định giá đất thì của chúng ta thì cơ bản là theo thông lệ quốc tế chúng ta có năm phương pháp định giá đất hiện nay theo luật mới thì chúng ta bỏ đi một phương pháp thì còn bốn phương pháp thì uh, trừ phương pháp hệ số điều chỉnh thì các phương pháp còn lại thì đều là theo thống lệ quốc tế và đều là những cái cỗ máy gọi là hiện đại thế còn cái dữ liệu định giá đất thì nó đang bị khó khăn trong khâu thu thập đấy cho nên là đó chính là cái trở ngại trong cái công tác định giá đất chúng ta thấy rằng là hiện nay uh, đa số các cái dự án bất động sản thì uh, định giá đất dựa theo phương pháp thẳng dư uh, đó là phương pháp dựa trên cái yếu tố giả định uh, chúng ta hiểu rằng là uh, thẳng dư tức là giữa doanh thu giả định uh, của cái dự án đó mang lại ví dụ chúng ta triển khai một dự án thì chủ đầu tư có thể là bán và cho thuê được bao nhiêu tiền từ cái sản phẩm đó và thứ hai là trừ đi cái chi phí mà chủ đầu tư bỏ ra, gồm có chi phí xây dựng và các chi phí khác thì phần chênh lệch đó là chính là thặng dư, chính là lợi nhuận và theo nguyên tắc thì sẽ được chủ đầu tư sẽ được hưởng một phần, ví dụ như 15%, có 85% còn lại chính là lợi nhuận mà dự án mang lại thì sẽ nộp vào ngân sách nhà nước và đó chính là cái sự phân bổ tranh lệch địa tô giữa nhà nước doanh nghiệp và xã hội. Thế thì cái khó khăn của định giá đất đó là cái yếu tố để xác định chi phí và doanh thu nó đều là dựa trên giả định, dựa trên cái giả định và cái thu thập dữ liệu của tư vấn và cũng như là cơ quan quản lý nhà nước. Cho nên là nó tạo ra cái rủi ro. Tức là nếu như cái quá trình thu thập dữ liệu đó mà không đảm bảo cái chất lượng, thì sau này ví dụ như khi dự án đó bị hậu kiểm thanh tra, thì có thể cơ quan thanh tra hậu kiểm người ta lại đi tìm các cái nguồn dữ liệu khác để người ta đối chiếu và gây ra tranh lệch hiện thời gian vừa qua đấy có một số cái vụ uh, tố tụng uh, bắt bớ liên quan đến vấn đề này và đó chính là lý do khiến cho uh, cơ quan nhà nước rất là e ngại trong cái việc áp dụng các phương định giá này bởi vì là uh, không thể kiểm soát được cái rủi ro mà nó mang lại à, được biết là luật đất đai năm 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 8 tới đây và sẽ có rất nhiều những nội dung liên quan tới việc định giá đất Vậy thì ông có thể phân tích những điểm mới trong nội dung này từ ngày 1 tháng 8 tới đây thì luật đất đai 2024 sẽ có hiệu lực và trước đó thì chính phủ đã ban hành nghị định 71 năm 2024 để quy định chi tiết về định giá đất thì đây là nghị định đầu tiên hướng dẫn luật đất đai được ban hành đó là chúng ta thấy hiện cái tính chất là khẩn trương và tính chất rất là quan tâm của chính phủ đối với công tác định giá đất chúng ta hiểu rằng là để thi hành cái luật đất đai thì cái vấn đề giá đất là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà mà được không chỉ cơ quan nhà nước mà các đồng doanh nghiệp và người dân quan tâm. Chúng ta thấy rằng là theo cái quy định của luật đất đai 2024 và nghị định 71 thì đã duy trì bốn phương pháp định giá đất và chúng ta thấy rằng là cơ bản các cái dự án bất động sản thì sẽ thực hiện theo phương pháp tặng dư như tôi đã phân tích đó là phương pháp dựa trên cái yếu tố giả định giữa chi phí trừ doanh thu và phương pháp này thì nó rất là bảo đảm cái tính hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và và xã hội. Chúng ta thấy rằng là gì? Uh, cái lợi nhuận giả định của dự án đó thì sẽ được uh, để cho chủ tư được hưởng 15%, do cái công phát triển dự án của chủ tư. 85% còn lại sẽ nộp vào ngân sách và ngân sách nhà nước sẽ sử dụng cái chi phí đó để tái đầu tư cho phát triển. Thế thì cái vấn đề chúng ta quan tâm là gì? Cái phương pháp đó có chính xác hay không thì dựa vào các cái yếu tố để chúng ta tính được lợi nhuận và chúng ta tính được doanh thu và chi phí. Thế thì uh, nghị định 11 thì đã làm rõ các cái vấn đề các yếu tố cấu thành nên lên chi phí. Ví dụ như là À, hướng dẫn các cái khoản mục chi phí nào à, và nó hợp lý hơn à, ví dụ như là bổ sung cho nhà đầu tư các cái chi phí như là chi phí dự phòng cho khối lượng phát cho trượt giá và cho khối lượng phát sinh hay là à, bổ sung cho nhà đầu tư các cái yếu tố như là lãi vay vì nhà đầu tư đã làm thì à, dự án thì nhà đầu tư phải đi vay đó là thông lệ à, thì trước đây à, nghị định 12 năm hai không có cái chi phí này gây ra một số các cái vướng mắc cho các cái dự án à, còn à, ví dụ như là à, về vấn đề doanh thu thì là nghị định cũng đã bổ sung các cái quy định uh, rõ ràng hơn về việc uh, tính doanh thu um, để đảm bảo là cho cái uh, tính chất là gì giá đất nó bám sát cái nguyên tắc thị trường đó là gì uh, các cái thực tế thị trường vận hành như thế nào chủ đầu tư phải chi những chi phí hợp lý hợp lệ nào thì sẽ phải tính vào trong uh, chi phí phát triển thế và uh, chủ tư thu được lợi nhuận thu được uh, giá bán sản phẩm uh, được doanh thu thì sẽ tính vào doanh thu của dự án và đảm bảo cái nguyên tắc thị trường một dự án bất động sản đó ở mức trung bình nhà đầu tư có thể khai thác được bao nhiêu Thì sẽ tính ra cái giá trị tăng dư và phân bổ vào cho giá đất Và nó bảo đảm cái nguyên tắc thị trường theo đúng tinh thần của luật đất đai Vâng ạ, vậy theo nghiên cứu của chuyên gia thì với những quy định mới của Nghị định 71 Liệu có giúp mà có thể khơi thông được những cái điểm nghẽn về định giá đất Và nhất là với hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Là một trong những trung tâm của thị trường bất động sản tại Việt Nam vâng chúng ta thấy rằng là thời gian vừa qua thì vấn đề định giá đất cũng là vấn đề rất là nóng bỏng chúng ta thấy rằng một loạt các cái dự án đã có quyết định giao đất nhưng mà không kịp định giá đất một phần bởi vì những cái hạn chế của nghị định 44 năm 2014 và sửa đổi bởi nghị định 12 năm 2014 thì có những cái hạn chế tức là ví dụ không tính không không đầy đủ các cái chi phí của nhà đầu tư hợp lý hợp lệ của nhà đầu tư khiến cho ví dụ như là những cơ quan nhà nước cũng phải nhìn nhận rằng nếu như mà định giá đất theo các phương pháp đó thì thì sẽ dẫn đến câu chuyện là gì? nhà đầu tư sẽ bị thiệt hại và các cái dự án bất động sản nó có thể gây vào trạng thái là bị bị đóng băng bởi vì cái 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 sự khó khăn của nhà đầu tư. Thế cho nên là cái quyết định của nghị định 11 là rất là hợp lý. Đặc biệt là cái quy định phân cấp cho địa phương. Ví dụ như là phân cấp cho địa phương trong việc ví dụ xác định các cái chi phí bán hàng. Ví dụ theo thông lệ của địa phương thì ví dụ chủ tư phải bỏ ra bao nhiêu chi phí bán hàng? đấy tỷ lệ bán hàng là bao nhiêu phần trăm thì chủ địa phương sẽ ban hành hay là vấn đề về chủ tư ví dụ chúng ta hiểu rằng là chủ tư sẽ bán nhà bán sản phẩm đó trong thời gian bao nhiêu lâu đấy cũng là một yếu tố mà nó sẽ tác động đến cái bài toán giá đất thế thì là đã phân cấp cho địa phương thì tôi cho rằng là đây là nó thể hiện đúng cái tính chất là phân cấp phân quyền cho địa phương trung ương sẽ phân cấp nhiều hơn cho địa phương và trong thời gian địa phương chưa ban hành thì là sẽ tư vấn định giá đất sẽ quyết định cho từng dự án ví dụ tham khảo ba dự án tương tự để có những cái con số này và hội đồng định giá đất của cấp tỉnh sẽ quyết định cái vấn đề này thì tôi cho rằng là vẫn những cái quyết định mới này thì sẽ tháo gỡ cho các cái giá bất động sản và cái giá đất hiện nay cái phương pháp định giá đất hiện nay thì đa số các doanh nghiệp được đón nhận và cho rằng là phương pháp định giá đất của nghị định 71 là là hợp lý và hài hòa lợi ích giữa các bên vâng ạ à, có rất nhiều ý kiến cho rằng là việc gỡ vướng cho những dự án đã được giao đất từ nhiều năm về trước là một điều khó khăn và chúng ta nếu như là định giá theo giá trị đất đai hiện nay thì giá đất sẽ tăng mạnh và điều này cũng làm khó và vượt khả năng của các chủ đầu tư à, điều này sẽ dẫn tới những bất cập những khó khăn như thế nào thưa ông à, chúng ta thấy rằng là nguyên tắc của luật đất đai là giá đất thì xác định tại thời điểm có quyết định giao đất có nghĩa là ví dụ như là chủ đầu tư đã được giao đất vào năm 2020 mà đến năm 2024 mà chưa định giá đất chúng ta hiểu rằng đây không phải là lỗi của chủ đầu tư, đây là lỗi của các cơ quan thực thi pháp luật và nó cũng là một phần vướng mắc. Chúng ta hiểu rằng là do quy định của luật đất đai cũ trước đây không quy định thời hạn, tức là không quy định là sau bao nhiêu ngày kể từ ngày ban hành quyết định giao đất thì phải định giá đất. đó, cho nên là địa phương một số địa phương người ta cũng không triển khai thực hiện kịp thời, đó dẫn đến câu chuyện là chủ tư cũng bị thiệt hại bởi vì là họ chưa được định giá đất thì họ không có cái cơ sở để họ nộp họ muốn nộp nhưng họ không thể nộp được và do đó thì họ không được xác định là đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Đấy và họ sẽ bị cản trở các cái quyền uh, kinh doanh sản phẩm cũng như là uh, làm thủ tục cấp sổ cho người mua. Thế thì um, uh, quyết định của luật lần này thì chúng ta thấy rằng là vẫn duy trì cái nguyên tắc đó. Đó là gì? Giá đất xác định tại thời điểm uh, có quyết định giao đất. Có nghĩa là chúng ta không hồi tố lại. Chúng ta không dùng giá đất mặt bằng của năm 2024 để định giá đất cho một thửa đất đã giao của năm 2021 chẳng hạn. Đấy, nhưng mà uh, cơ quan nhà nước sẽ thu thêm một cái khoản tương đương với chúng ta hiểu rằng là một khoản tương đương với lãi suất Ví dụ như là anh được thông báo giá đất của năm 2021 thì anh sẽ phải nộp vào thời điểm đó thì bây giờ sẽ tính lãi suất của uh, coi như gửi ngân hàng của 3 năm vừa qua thì tôi cho rằng đây là một cái quy định rất là bảo đảm cái tính hài hòa ích cho các bên mà các chủ đầu tư tôi tin rằng cũng sẽ vui vẻ thực hiện thôi vì là mặc dù họ không có lỗi thế nhưng mà họ cũng được hưởng cái uh, tiếp nhận cái cái thửa đất đó được rồi và họ có cái phương án kinh doanh rồi thì họ sẵn sàng trả cái chi phí uh, gọi là lãi suất ngân hàng cho cái tiền dụng đất đó vâng ạ à, hiện nay thì tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh à, đây là hai thành phố lớn là trung tâm à, thị trường bất động sản à, tại Việt Nam à, thì đã có hàng chục ngàn căn hộ đã được bàn giao và thậm chí là nhiều nơi thì người dân cũng đã sinh sống được rất nhiều năm rồi và họ cũng đang mòn mỏi để có thể chờ đợi sổ hồng à, liệu những quy định mới này có giúp cho người dân và doanh nghiệp được cấp sổ hồng hay không thưa À, chắc chắn là những quyết định mới này sẽ tháo gỡ cho uh, thị trường bất động sản nói chung và cái vấn đề cấp sổ cho người mua nói riêng. Chúng ta thấy rằng là uh, như tôi đã nêu đó là rất nhiều dự án đã được giao đất nhưng mà uh, cơ, cơ quan nhà nước không định giá đất được vì nhiều nguyên nhân. Có thể là khi họ tổ chức uh, mời đấu thầu mời tư vấn nhưng mà tư vấn không tham gia Đấy, thì quyết định mới của luật hiện nay có một quyết định rất hay đó là gì? Trong một thời gian mà cơ quan nhà nước tổ chức mời thầu gọi tư vấn vào để định giá mà không có tư vấn nào định giá thì uh, cơ quan nhà nước sẽ chủ động giao cho các đơn vị sự nghiệp các cái trung tâm sự nghiệp của nhà nước, các cái viên chức của nhà nước sẽ định giá đất đó và uh, nó sẽ giúp cho cái quá trình định giá đất sẽ nhanh hơn và uh, quyết định mới hiện nay thì là quyết định là sau 180 ngày kể từ ngày giao đất thì phải có uh, ban hành quyết định giá đất thì uh, chủ tư sẽ rất là đón nhận cái vấn đề này và với các dự án cũ chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng là cái khâu định giá đất làm một cái khâu trước đây uh, một số dự án thì là chỉ có tạm tính cái giá đất thôi thì hiện nay chúng ta sẽ phải định giá đất một cách thông báo một cách chính xác cụ thể số tiền để chủ đầu tư nộp tiền xong thì coi là hoàn thành nghĩa vụ tài chính và bởi vì hoàn thành nghĩa vụ tài chính rồi thì mới có thể cấp sổ được cho người mua và tôi tin rằng là một số dự án đang bị tắc nghẽn cái khâu cấp sổ sẽ được khơi thông trong thời gian tới. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn những thông tin chia sẻ từ chuyên gia pháp lý bất động sản Thạc sĩ Nguyễn Văn Đình.